Con người chúng ta dường như rất giỏi trong việc cộng thêm, nhưng lại chật vật khi làm những phép trừ của cuộc sống. Có một quan sát thú vị tôi nhận ra khi dạy Christian và Leo học toán. Nếu như đó là phép cộng, cả hai con thường làm rất dễ dàng, với những ngón tay xinh xắn, nhẩm tính rồi đôi mắt sáng lên khi tìm ra đáp án. Nhưng nếu như đó là phép trừ, hai con thường lúng túng hơn rất nhiều. Người lớn chúng ta chẳng phải cũng vậy sao? Thật dễ dàng với chúng ta để cộng thêm, tăng thêm hay có thêm. Chúng ta bỏ thêm đồ vào xe đẩy mỗi khi đi siêu thị mà không cần suy tính quá nhiều. Nhưng nếu như phải lựa ra vài món để bỏ lại, ta sẽ phân vân nhiều hơn. Ta đưa thêm những kế hoạch, những dự định, những cam kết vào trong lịch hàng tuần của mình một cách dễ dàng. Nhưng khi phải lựa chọn một vài việc ta nên từ chối, nên loại ra, thì ta sẽ thấy khó khăn hơn. Chúng ta không thích trừ đi. Có lẽ bởi vì ta coi việc trừ đi là một sự mất mát. Bạn thân mến, trong tâm trí của chúng ta dường như có một công thức đã được mặc định: thêm vào bằng tốt, bớt đi bằng xấu. Chính công thức này đã đóng khung tâm trí của chúng ta rất nhiều và khiến cho ta cứ ngày một chật chội, tù túng trong một cuộc sống quá chật hẹp. Ta cứ ra sức để có nhiều thêm, để cộng thêm, ôm thêm, mà không biết rằng những thứ không thực sự có ý nghĩa sẽ chiếm lĩnh không gian sống quý báu của bạn, mà lẽ ra bạn có thể sử dụng để trải nghiệm, để khám phá, để phát triển. Và rồi ta sống dưới sức nặng của chính những thứ mà ta liên tục cộng thêm vào, cho tới khi ta thấy mệt mỏi và kiệt sức. Trong chia sẻ ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với bạn một góc nhìn khác, mà ở đó, việc bớt đi không phải là một sự mất mát. Ngược lại, nó có sức mạnh lớn để gia tăng thêm thật nhiều giá trị cho cuộc sống của bạn. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn thử hình dung về căn phòng của mình. Trước khi cộng thêm, tăng thêm bất cứ một món đồ nào, bạn hãy dọn sạch căn phòng của mình. Những thứ không cần thiết sẽ được bỏ ra khỏi phòng. Những thứ nhất định có mặt sẽ được chọn một vị trí phù hợp. Những thứ tối quan trọng được đặt vị trí ưu tiên. Tất cả đều sáng sủa, ngăn nắp, một không gian trống, tinh tươm. Và trong một căn phòng như thế, ánh sáng ùa vào, bạn thấy biết rõ ràng mọi thứ còn thiếu để có thể bổ sung thêm, những thứ đang điểm tô cho căn phòng, và những thứ chỉ đang chiếm diện tích, nhưng vô nghĩa. Và trong một căn phòng rỗng rang thanh thang như vậy, bạn nhận ra những bức tường kia chẳng còn giới hạn căn phòng này. Nó mở ra mãi và kết nối với cả bầu trời. Không gian vô tận, vô cùng. Bạn thân mến, căn phòng này chính là cuộc sống của chúng ta. Và đây cũng chính là sức mạnh của phép trừ. Phép trừ tôi đang nói tới ở đây, đó là việc loại bỏ một cách có chủ đích một món đồ vật nào đó, một suy nghĩ nào đó, một thói quen nào đó khỏi cuộc sống của chúng ta. Bằng cách loại bỏ bớt khỏi cuộc sống của mình, chúng ta thực chất đang tạo thêm khoảng trống cho những thứ thực sự quan trọng có thể bước vào. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem phép trừ có thể giúp gia tăng thêm những giá trị gì cho cuộc sống của chúng ta nhé. Thứ nhất, bớt đi sẽ giúp gia tăng sự tự do. Khi những thứ sở hữu, những mối bận tâm và những ràng buộc giảm đi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thông thoáng hơn, cũng như một ngôi nhà ít đồ đạc. Tự khắc ta cảm giác nó rộng rãi hơn, tâm trí của chúng ta cũng vậy thôi. Khi tâm trí của bạn càng rộng mở, bạn càng cảm nhận được nhiều hơn sự tự do trong suy nghĩ, trong việc lựa chọn và ra quyết định. Thứ hai, bớt đi sẽ giúp gia tăng sự sáng rõ. Khi bạn sở hữu ít hơn, những mục tiêu và ước mơ của bạn trở nên sáng rõ hơn bởi cuộc sống của bạn đã đơn giản hơn và tầm nhìn của bạn đã thông suốt hơn.
nếu tôi ngồi xuống và viết một điều gì đó, thì căn phòng của tôi là một mớ hỗn độn. Tôi thực sự không còn tâm trí nào để viết. Khi tôi giảm trừ đi những thứ làm mình xao nhãng, thứ tôi còn lại ở đây đó là sự sáng tỏ. Thứ ba, bớt đi sẽ giúp ta thấy rõ hơn mục đích sống. Tôi nhận ra điều này trên chính hành trình của mình. Trước đây tôi là người thích làm nhiều việc một lúc, tham gia nhiều dự án một lúc, quản lý nhiều công việc một lúc. Cho tới khi Christian ra đời, tôi trở thành một người mẹ và tôi quyết định làm việc tại nhà. Nghe thì có vẻ rất truyền thống, nhưng hàng ngày tôi nấu nướng, dọn dẹp, lên thực đơn cho từng bữa ăn, chăm sóc con. Tôi loại trừ đi rất nhiều việc mà trước đây tôi luôn luôn bận rộn để làm. Khi ấy, tôi nhận ra thứ khiến tôi thực sự hạnh phúc, đó là làm mẹ. Khi chọn làm việc ở nhà, điều đó đồng nghĩa với việc trừ đi rất nhiều những hoạt động khác như gặp gỡ, họp hành, giao tiếp, di chuyển. Khi chọn làm việc ở nhà, tôi thấy cuộc sống của mình thật đơn giản. Những việc thực sự quan trọng hóa ra không nhiều đến thế. Tôi thấy cuộc sống của mình rộng ra và kết quả mà tôi tạo ra không hề giảm xuống. Dĩ nhiên, tôi đã trừ đi rất nhiều thứ trong những năm tháng qua để chọn lối sống như hiện tại cho bản thân và cho gia đình của mình. Tôi đã nói không với rất nhiều thứ để có thể nói có với một vài điều thực sự quan trọng với tôi. Đó là làm mẹ, homeschool các con, cống hiến những giá trị tôi có theo cách của riêng mình. Và tôi nhận thấy một cách sáng rõ hơn bao giờ hết, đây là mục đích sống của tôi. Điều thứ tư, bớt đi sẽ giúp gia tăng hiệu quả. Điều này cũng là những gì tôi trực tiếp trải nghiệm khi điều hành doanh nghiệp của mình và dẫn dắt tổ chức đi qua đại dịch COVID với sự tăng trưởng đều đặn. Một cách dễ hiểu thôi, khi ta làm việc, ta luôn nghĩ tới việc gia tăng thêm các ý tưởng, thêm hoạt động, thêm bonus cho khách hàng. Tâm trí của chúng ta dường như bị ám ảnh bởi hai chữ mở rộng. Tại Học viện RNI trong 2 năm qua, chúng tôi đứng trước rất nhiều những sự lựa chọn, những cơ hội và tiềm năng. Có lẽ không dễ dàng để lựa chọn khi cơ hội nào thoạt nhìn cũng hấp dẫn. Tuy nhiên, từ chính kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng thứ giúp ta phát triển bền vững không phải là nỗ lực liên tục mở rộng và thử sức với 20 ý tưởng mới cùng lúc, mà chính là sức mạnh để có thể kiên định với một thứ mà mình biết mình làm tốt nhất. Một thứ thôi, nhưng là siêu sức mạnh của bạn. Chính việc trung thành với siêu sức mạnh ấy, dám can đảm nói không với những cơ hội thoạt nhìn là tiềm năng, nhưng rất có thể lại là một sự sao nhãng và rò rỉ nguồn lực, thì chính điều này đã giúp cho chúng tôi tăng trưởng đều đặn ngay giữa COVID. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết số lời mời mà chúng tôi đã từ chối để chăm chỉ tập trung năng lượng và sự chuyên tâm của mình vào một thứ mà chúng tôi biết mình làm tốt nhất. Và chính việc tưởng như giảm bớt hay thu hẹp này với chúng tôi lại là chiến lược phát triển bền vững. Vì thế, một hoạt động chúng tôi thường xuyên thực hành cùng nhau trong team của mình đó là đặt câu hỏi và trả lời. Câu hỏi đó là: chúng ta có thể loại bớt những gì ngay lúc này? Những thứ không mang lại giá trị, những thứ không giúp chúng ta tới gần hơn với mục đích ta mong muốn, và những thứ đang lấy đi năng lượng, sự tập trung và niềm vui của mình. Đây là một sự thực hành vô cùng giản đơn nhưng lại rất hiệu quả. Bạn có thể thử cho chính mình nhé. Để giúp bạn có thể bắt đầu khám phá sức mạnh của phép trừ trong cuộc sống và công việc của mình, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số những khía cạnh mà bạn có thể gia tăng thêm giá trị khi áp dụng phép trừ. Khía cạnh đầu tiên đó là sự sở hữu. Quá thường xuyên chúng ta nghĩ rằng ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách mua thêm một thứ gì đó. Nếu ta có một ngôi nhà lớn hơn, một chiếc xe đẹp hơn, điện thoại đời mới hơn, nhiều đồ chơi cho con hơn, vân vân và vân vân,
thì cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện. Nhưng thực tế từ trải nghiệm cá nhân và quan sát hàng ngàn những học trò của mình, tôi nhận thấy một điều rằng thứ quý giá nhất của cuộc đời thường được tìm thấy khi ta sở hữu ít đi. Những thứ quý giá nhất ấy là gì? Đó là sự bình yên, niềm vui và ý nghĩa. Chia sẻ với bạn một tip nho nhỏ trong gia đình của tôi. Có một nguyên tắc để giúp cho hai con xây dựng thói quen sở hữu ít đi, đó là mỗi lần hai con xin mua thêm một món đồ chơi mới, tôi không từ chối con, mà yêu cầu con về nhà tìm ra hai món đồ chơi cũ không dùng nữa và cho đi. Muốn mua thêm đồ mới, con cần tạo ra không gian mới cho nó. Nếu con sẵn sàng cho đi hai món đồ khác, con có thể có thêm một món đồ mới. Và thường thì sau bài tập này, con không còn mong muốn đồ chơi mới nhiều nữa. Và ngay cả những lần chúng lựa chọn có thêm đồ chơi mới, chúng nhận ra thứ mang đến niềm vui cho chúng đến từ việc cho đi hai món đồ nhiều hơn là từ việc được có thêm một đồ vật mới. Khía cạnh thứ hai mà bạn có thể áp dụng phép chờ đó là những thói quen. Chúng ta thường khá nhanh chóng trong việc đưa thêm những thói quen mới vào sinh hoạt thường ngày của mình. Đặc biệt, đó là khi ta thấy những điều này trên sách vở, trên TV hay trên mạng xã hội và ta nghĩ rằng nếu như mình có thể xây dựng thêm một thói quen này, mọi thứ sẽ được cải thiện trong cuộc sống của mình. Thường thì chìa khóa để có một cuộc sống ý nghĩa hơn thường nằm ở việc biết loại bỏ những thói quen không lành mạnh thay vì liên tục cộng thêm những thói quen mới. Khía cạnh thứ ba tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là khía cạnh tài chính. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống lúc này, dường như một suy nghĩ mặc định của chúng ta đó là tôi cần kiếm nhiều tiền hơn. Và trong một số trường hợp, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng trong các trường hợp khác, mà tôi có thể nói rằng là phần lớn, giải pháp thực tế và đơn giản nhất đó là hãy chi tiêu ít đi. Bởi việc kiếm được nhiều tiền hơn sẽ dẫn đến việc chi tiêu nhiều hơn nếu như bạn không xác định được rõ ràng bức tranh tài chính và thói quen sử dụng tiền của mình. Việc chi tiêu ít đi buộc bạn phải ngồi xuống để nhìn nhận sáng rõ cho chính mình. Trước khi tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn, ta cần học cách làm sao để quản lý hiệu quả và sống tốt với khoản tài chính hiện tại mà mình đang có. Bởi nếu như với những gì ta đang có lúc này, ta chưa sử dụng chúng thực sự tốt, thì việc có nhiều thêm liệu có đảm bảo sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề hay không? Chìa khóa nằm ở tư duy và thái độ. Một khía cạnh tiếp theo mà chúng ta có thể cân nhắc giảm bớt đó là những mối quan hệ. Đây quả thực là một khía cạnh không dễ dàng để chúng ta áp dụng phép trừ. Tôi không quá ủng hộ với lối suy nghĩ rằng hãy loại bỏ tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống mà không thực sự phục vụ cho bạn. Thực tế thì chúng ta không bước vào một mối quan hệ với mong muốn được phục vụ, với suy nghĩ mình sẽ nhận lại được gì, phải không? Tôi cho rằng để lựa chọn những mối quan hệ bạn muốn giữ gìn và tiếp tục nuôi dưỡng trong cuộc sống của mình, bạn hãy bắt đầu bằng câu hỏi: mối quan hệ này có đang giúp mình phát triển lên mỗi ngày hay không? Suy cho cùng, con người chúng ta cần những người khác cùng hành trình với mình để được phát triển lên, được tiến hóa lên. Và đôi khi, những mối quan hệ thách thức với bạn lại là những mối quan hệ giúp bạn học được những bài học nhất định, rèn luyện được những phẩm hạnh nào đó mà bạn còn đang thiếu. Bên cạnh đó, nếu những mối quan hệ khiến cho bạn cảm thấy bị bào mòn, bị kiệt quệ và ngăn cản bạn chạm gần tới hơn một phiên bản đẹp đẽ, bao dung, chân thực của chính mình, hãy cân nhắc loại bỏ. Khía cạnh thứ năm mà bạn có thể áp dụng phép trừ đó là những mục tiêu của bạn. Có một câu nói thế này: nếu bạn đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc, bạn sẽ không bắt được con nào. Nếu bạn muốn thành công trong việc thực hiện những mục tiêu, có lẽ bước đầu tiên đó là hãy lựa chọn đâu là những mục tiêu thực sự đáng theo đuổi. Giảm trừ bớt đi số lượng những mục tiêu trong danh sách của bạn, bạn sẽ có thể tập trung tốt hơn và có cơ hội thành công cao hơn.
Một việc bạn có thể làm đó là hãy lập ra một danh sách những điều bạn mong muốn thực hiện trong một năm tới, rồi lựa chọn ra hai thứ quan trọng nhất. Khi bạn đã hoàn thành được một trong hai mục tiêu đó, đấy là lúc bạn có thể cộng thêm một mục tiêu mới. Bạn có thể làm điều này hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Khía cạnh thứ 6 tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là những giao tiếp hay tương tác xã hội. Bạn thân mến, có một sức mạnh rất lớn trong sự nghỉ ngơi và tĩnh lặng. Tôi có thể nói điều này với tất cả sự chân thực của chính mình. Thường xuyên rút lui khỏi những ồn ào ngoài xã hội, cho phép chúng ta có thể làm mới và tái tạo chính mình. Từ đó, có thể đóng góp nhiều hơn, tạo dựng nhiều giá trị hơn. Thử hỏi nếu như tâm trí và thân thể của bạn luôn luôn mệt mỏi và căng thẳng, bạn sẽ có gì để cho đi đây? Chúng ta thường lầm tưởng rằng bằng cách cộng thêm nhiều những giao tiếp, những nghĩa vụ, những cơ hội, ta sẽ tạo ra sự khác biệt lớn hơn. Thực tế thì hiếm khi vậy. Tôi nhận ra rằng bằng việc dành thật nhiều thời gian cho sự nghỉ ngơi và tĩnh lặng của mình, tôi có năng lượng và sự sáng suốt để tạo ra kết quả và những giá trị lớn hơn rất nhiều so với việc liên tục chạy đua và tham gia hết sự kiện này, hội họp kia. Tôi đã từng như vậy trong những năm tháng của tuổi 20 và tôi hiểu thứ nó mang lại cho mình là gì. Ấy là sự kiệt sức và sao nhãng. Và cuối cùng, một khía cạnh rất quan trọng mà chúng ta nên cân nhắc áp dụng phép chờ đó chính là lời nói. Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn, vì thế hãy giữ cho ngôn từ của mình thật giản đơn, chân thực và thẳng thắn. Đồng thời, hãy biết sự yên lặng khi cần thiết. Bạn thân mến, vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn một số khía cạnh mà bạn có thể cân nhắc áp dụng phép chờ để giúp gia tăng thêm sự tự do, sự sáng rõ và hiệu quả trong công việc cũng như cuộc sống của bạn. Một khuynh hướng tự nhiên của con người đó là cộng thêm, tăng thêm. Nhưng đôi khi phép trừ lại là giải pháp tuyệt vời cho chúng ta. Hãy bắt đầu từ những hướng dẫn đơn giản trong chia sẻ này. Phép trừ sẽ giúp bạn giảm bớt đi gánh nặng trong tâm trí và mang đến cho bạn cơ hội để khám phá và kết nối với những gì thực sự quan trọng với bạn. Hãy cho phép bản thân mình được tự do khỏi những sự sao nhãng làm mờ đục đi tầm nhìn của bạn, để có thể tự thấy biết cho mình làm thế nào để sống một cuộc đời an vui và ý nghĩa. Rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng sống một cuộc đời đáng sống đòi hỏi ta cần biết cách buông bỏ và giảm trừ đi những thứ không còn hoặc chưa từng mang đến niềm vui và giá trị cho ta. Đối với cá nhân tôi, việc giảm trừ đi rất nhiều những thứ không thực sự quan trọng, từ công việc tới mối quan hệ và những tương tác xã hội, đã mang đến cho tôi những món quà thực sự quý giá. Đó chính là những khoảnh khắc để nhấm nháp, để tận hưởng một đời sống giản dị, yên bình. Là những khoảng trống để hít thở, để sáng tạo và để hiểu mình. Mong bạn cũng sẽ khám phá cho riêng mình nhiều hơn những khoảnh khắc không chật chội, không vội vã, để tận hưởng mỗi ngày sống của bạn khi bạn biết cách áp dụng phép chờ. Và bạn biết không, không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để tự tay thiết kế cho mình một cuộc sống mà ở đó đầy ắp những khoảnh khắc như vậy. Sức mạnh đó, lựa chọn đó, quyền năng đó thực sự nằm trong tay bạn ngay bây giờ. Hãy can đảm cho phép chính mình được kiến tạo một cuộc đời đẹp đẽ cho chính bạn. Nếu như bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào, workshop thiết kế cuộc đời miễn phí mà tôi thực hiện dành tặng cho cộng đồng có thể sẽ rất hữu ích cho bạn. Hãy đơn giản đăng ký tại đường link trong phần bình luận nếu như bạn quan tâm. Workshop này đã giúp cho hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi trên thế giới bắt đầu hành trình đến với cuộc đời đẹp đẽ nhất của họ một cách giản đơn mà vững chãi. Hẹn gặp lại các bạn trong một cuộc trò chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin chúc bạn một ngày bình yên và những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Biết ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.
Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.